Top 10 giống chó to nhất thế giới hiện nay, phần 1. 1. Neapolitan Mastiff. Đây là một giống chó rất tuyệt vời trong việc trong nhà vì nó thường hung dữ với người lạ nhưng lại rất dịu dàng và trung thành với những người trong gia đình. Đặc biệt, chúng có trí thông minh ấn tượng và khả năng học hỏi nhanh. 2. Newfound là giống chó có nguồn gốc từ Canada và là kết quả lai tạo giữa chó sói và chó ngao. Newfie còn được coi là giống chó hữu ích nhất trên thế giới. Ngoài biệt danh người cứu hộ dưới nước, Newfound còn được biết đến như người trong trẻ. 3. Chó Anatian Shepherd. Được sử dụng để bảo vệ cừu chống lại những kẻ săn mồi, chẳng hạn như chó sói, gấu và thậm chí cả báo. Chó chăn cừu Anatoly rất nhanh nhẹn, năng động và bền bỉ. Chúng trung thành với chủ nhân và có tính cách độc lập. 4. Chó Caucasian, từng được đánh giá là loài hung dữ, nguy hiểm nhất trong lịch sử các loài chó. Chúng sở hữu thân hình to lớn, bản năng hung hãn và rất nguy hiểm nếu bạn tiếp xúc mà không am hiểu về chúng. 5. Chó Lenber, nổi tiếng là chú chó có ngoại hình to lớn nhưng ấm áp. Chúng khá hiền lành và đôi khi trông hơi đờ đẫn. Giống như những giống chó khổng lồ khác, tuổi thọ của chó Lenber rất ngắn, chỉ khoảng 7 năm.